Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 23 tháng 10, tại điểm mở trên đường Cầu Giấy Xuân Thủy, lưu lượng phương tiện rất đông. Thay vì đi chậm, quan sát trước khi chuyển hướng, hai người phụ nữ đi trên chiếc xe máy đã rẽ khá nhanh từ làn trong để sang đường. Tình huống bất ngờ khiến lái xe taxi xanh SM không thể xử lý nên đã xảy ra va chạm. Hai người phụ nữ trên xe máy ngã xuống đường, chỉ bị thương nhẹ, nhưng đây sẽ là bài học kinh nghiệm về việc điều khiển phương tiện, nhất là trong các khung giờ cao điểm.